Kính thưa các bạn, thì hôm nay Thanh Hoài có mặt tại xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để ghi hình lại một cái địa điểm có một cái đàn cá tự nhiên về đây sinh sống. Đây là cái khu vực hai đầu là con sông. Ở xóm người tiếp mà tay chân là ở xóm người tiếp tay chân gì nó có là đó mà tiếp nhiều tôi mình tôi là tiếp nhiều tôi cắt ra muốn cho gì tôi cũng cắt tiếp hết trơn cái người này ăn được nữa. Thôi mình phải có cái tình thương gì đối với nó là mình mới cố gắng mình làm chết mấy đứa nó la tôi bẻ dưa leo lâu muốn không hỏi mà cũng dám lâu ba này ra nè. Dạ. Người ta bẻ từ được cái tốt lâu không cha đâu cái này bỏ trong đám chân à. Mình mua có trái dưa leo còn không xuống dưới tôi lụm nữa anh em về cái nào tôi nghiệp sợ nó đấu tôi nghiệp vì mỗi người đông có... quá mỗi người mà tính nó khác nhau. Dạ. Chứ còn mỗi người có một cái việc làm nó để kiếm sống khác nhau nữa. Nhưng mà dành thời gian thấy là hết nguyên buổi sáng để sắp dưa leo rồi mình phải đi ra ngoài gãy mình mót nữa lụm nữa con bé đi đau rồi cho nó ăn đi đau ta cho. Dạ. À, chú làm ơn cho con hỏi cái lượng cá này là số lượng khoảng bao nhiêu chú? Con này cá này thì cái dạng mà cái này người chuyên môn thì loại thì ta đánh đó là từ 40 đến 40 mấy tấn. 40 tấn cá à? Dạ. Một ngày vậy là mình cho ăn không bao nhiêu bao thức ăn chú? Nói cái dạng mình cho ăn chục hai chục bao nó ăn cũng hết mà mình đâu có khả năng đâu. Mình muốn đi chi trì lâu dài thì mình cho ăn cân đối. Ví dụ như có gặp khó khăn thì mình độn rau muống này kia đồ thêm với dưa leo này kia chú thấy đó dưa muống dưa leo mít này kia đồ á mình cho ăn mình kèm thêm ngoài cái thức ăn công nghiệp của mình ra là được một số nhà tài trợ và gia đình của mình tiết kiệm mình để mình mua cho đàn cá ăn để duy trì và có một số cái phế phẩm nông nghiệp nữa bà con người ta gom người ta cho mình ha giải dưa leo coi dưa leo với mít nha xấu coi ờ đó dưa leo đó phải xuống nó mà thì mình có gặp khó khăn bị người ta trộm phá đâu chút cũng có số thì anh em mình năn nỉ người ta cứ mình kêu nhường khúc này có ấy có anh em thì dòm thấy nhiều quá người ta cũng thấy ham người ta cũng câu mình kia được cũng có cái đàn cá này là nó gắn giống như là một cái đứa con tinh thần của gia đình chú và bà con vòng vòng xóm hả chú dạ nó nói chung thì nó bà con chú thấy là còn cắt rau muống là có hai anh em kia nó tiếp nữa cắt vậy là rau muống này ăn một ngày có thể từ 4 đến 5 bao nhất cho ăn gần một buổi chiều 4 tới 5 bao rau muống dạ còn dưa ăn thì dưa leo ngày ngày nó ăn ngày 300-400 kg nữa nó ăn nữa là trên luôn tôi bữa hổm dùng dưa người ta bỏ đó bà con đó, cho ăn đó là tôi hái cả tấn dưa tôi để dành dưới sàn dạ và bữa nữa mới giờ ăn dưa người ta dứt dây ta bỏ đó dạ anh em mình sớm xin cái để đó cái đầu sắt cho nó hàng ngày bằng ngày 200-300 kg nhưng mà nhờ đỡ cái chòm xóm người ta giúp đỡ mình cái thứ nhất là trông chừng cái thứ hai nữa là tiếp cái chuyện mà kiếm đồ ăn cho nó dạ. Mình cũng khỏe một phần nào chứ dạ có bà con tiếp con đỡ còn sắt người muốn có thể như là bình thường là một người cho ăn rồi hai người đó là mình phân công gia đội là hắn là 4 lần 4-5 người đó nhà của bảy đó với anh em kia đồ tôi thấy dùng cái cổ thiên nhiên này chứ không phải cổ riêng người của mình dạ yeah. Bà con người ta cũng thấy vậy đồng tình người ta cũng giúp mình chứ mình nên mình tôi nuôi vài cá này cũng đắm đuối lắm nào yeah. Cắt nó muốn không mà cắt cũng mệt nữa cái đàn cá này của mình về đây ở lâu chưa chú ở tháng giêng tới là được 2 năm rồi tháng giêng tới 2 năm là khoảng 20-22 tháng ha ban đầu về là con lớn hay là cái con nhỏ chú con lớn nó lỡ con nhỏ rồi từ từ mình cho ăn nó lớn gì từ từ cho ăn lớn